Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm xay gần sàng. Nhớ ơn tổ tiên, báo hiếu ông bà cha mẹ lúc các ngài còn sống cũng như khi các ngài đã khuất, ấy là tận hiếu. Hãy nói, hãy làm ngay những việc có thể làm để kính nhớ tổ tiên, đền đáp công ơn ông bà cha mẹ khi các ngài còn sống và mãi mãi về sau khi các ngài đã khuất. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn. Công đức sinh thành người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn.
Cây có gốc nở ngành xanh, ngọn nước có nguồn bé cả sông rơi. Người ta sinh trường bởi đâu tiến thổ ý. Ơn sâu rõ ràng, sinh ra con cháu các hàng. Tiết ngày lành, cháu con họ tộc tâm thành dâng lên, còn dâng lên bái nguyện tổ tiên. Con dâng lên ba nội ngoại cũng là tứ thân, bà tổ cô ông mạnh xa gần đều là nghệ thống tình thân. Họ nhà họ tộc con thiết lễ tình trầm hoan trăm họ gian lao. Con nhớ cầu bách điều quý sao nguy, con nhớ câu bách điều quý sao. Trăm khe ngàn suối dồn vào một sông, ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần. Vằng vặc ngàn xưa con nhớ cầu ấm thủy ngọn mà không gốc nơi cơ đồ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời khói cửa họ ta, dòng dõi châm oanh tới ngày nay, nức tiếng thơm dành. Ngày hôm nay nức tiếng thơm danh, ơn ai vun rơi cho cảnh nở hoa.
sáng rọi sơn Hà Cầm tu đức sáng cùng vui trụ bao la này ơn nhỏ sáng rọi lòng sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ không cha ai từng thuyền cập bến nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn nghe lối từ xưa con nhớ ơn ông bánh tàu cao dày ông bánh tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây có cành tuy không được trường sinh vinh kế cũng mở đường thế nghệ mai sau có trăm năm một cuộc bể rồi cũng bạc đầu không xa chim không tổ như nhà không mái tường ra đường ruột rối từng ven này hỏi rừng người trong nhà suy thời phù hộ
sinh đã mừng. Có nơi ăn chôn ở trong nhà, suy thời phù hộ tình đà mừng vui. Ứng mộng chim biết người hiền hiện, thiết lô hương lập điện tại gia, có không ở tại lòng mà vẫn có ấy là phép thân. Chư sắc dục bao lần tụ tán, nước bể đông với cạn, ai hay có thì có từ mày. Chảy tiền dòng cũng hết thác đi rồi, còn biết chi đâu, nay muốn sang ta phải bắt câu sang ta phải bắt cầu, muốn ăn quả ngọt bảo nhau vun trồng. Nay hóa nhật kỳ công ơn đức, tấm lòng thành lễ bà con kính dâng, xin giải hỏi mấy khúc ca văn. Lòng dạt dào niềm vui vơi vơi, mưa cho đám lúa gieo thanh bình, mưa cho những chú trong vai mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình, mưa cho những nhánh sông mơ màng, mưa cho những lũ tre quanh làng từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Cho gia đình đậm thêm nghĩa tình vợ chồng. Hò ơi hò, tiếng mưa rơi đều dạt dào tình quê hương mến yêu. Ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, nửa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy. Chiều buông nhớ ai, tháng năm mỏi mòn từng ngày dài hoài mong cô, nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương quê mẹ, ước mong sum vầy hẹn một ngày con sẽ quay về. Nghẹn ngào mưa rơi nhớ thương
khóc xuôi về, hẹn một ngày con sẽ quay về. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã chú ý lắng nghe. Trong buổi dỗ tổ họ Lê và gia đình bác trưởng họ Lê Thanh Là tổ chức tiệc tất niên cuối năm nhằm mong muốn tất cả chúng ta cùng sum họp quây quần bên nhau và cùng về thắp cho tổ nén hương thơm, cũng là để nhận họ hàng bề bậc vai vế để các con cháu đời sau biết được lời gốc tích mình sinh ra. Ngày hôm nay, bên cạnh các chi, các ngành đến dỗ tổ, gia đình còn mời thêm rất nhiều các vị khách quý, các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, họ nội, họ ngoại,
họ gần, họ xa, trong bốn đời họ Lê. Đề nghị toàn thể chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Vâng, và trong lúc thời tiết mưa gió cùng với công việc bận rộn, khi chúng ta đang chuẩn bị những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đã không quản đường xá xa xôi, thu xếp công việc và học của mình về tại gia đình để cùng dâng nén hương thơm nền tổ và để dự bữa cơm thân mật cùng với gia đình. Thay mặt gia đình bác Lê Thanh Là, xin được trân trọng cảm ơn sự nhiệt thành của toàn thể quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, và sau đây xin được trân trọng và giới thiệu bác Lê Thanh Là, trưởng tộc họ Lê sẽ lên có lời phát biểu và hướng dẫn chỉ dẫn phả đồ họ Lê. Xin được trân trọng kính mời bác và xin mời toàn thể quý vị chúng ta dành cho bác một tràng vỗ tay thật lớn. Xin thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả hiện diện của các cụ công ông bà, không quản gì đường xá xa xôi và thời gian cận kề Tết đã đến dự buổi cơm giỗ tổ ngày hôm nay. Hôm nay tức là ngày 26 tháng 12 là giỗ cụ Lê Văn Thân, là cụ tổ gia đình họ Lê chúng ta. Tôi hôm nay thành phần tất cả mời các cụ công các bà với cô bác nay đến đây là xa nhất là tới bốn đời, còn đâu gần là đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ còn sau nữa là tôi xin có số ý kiến là rất nhiều năm gia đình coi nguyện vọng của gia đình vẫn tổ chức lễ giỗ tổ, nhưng mà vì điều kiện bấn bận rồi công việc của mọi người, thế hôm nay nhân thể như là gia đình tôi mới tổ chức giỗ tổ thì cứ mời các cụ công các bà về đây để coi tất cả mọi về để thắp cái tổ lên nhang và để coi biết được dòng dõi bè bập họ đương của mỗi người. Thế và tâm niệm lúc đầu là tâm niệm của gia đình là tính là cô chỉ 15 hoặc 20 mâm thôi, thế nhưng mà hiện bây giờ là nhờ các bác làm cố làm hết 35 mâm cả năm vẫn còn thiếu, thì đấy là rất là hoan nghênh các cụ công các bà đây vì tình vì nghĩa vì gia đình vì nhận họ chứ không phải là vì việc nào việc kia. Ví dụ đám cưới là cô bảo rất to nhưng qua nó đâu nhưng đây là cái tình cảm các cụ thế là rất là bao la, thế là thay mặt gia đình rất là cảm ơn sự nhiệt tình của các cụ công các bà như vậy. Còn cái nữa là hôm nay có thuê đoàn nhạc, có nhờ đoàn nhạc ở chỗ Khánh Đinh đoàn biểu diễn ở gần khu vực này, tôi về tôi biểu diễn những bài hát du dương, những bài ca năm tháng đi cùng năm tháng để chúc mừng, để chào đón chia tay năm cũ và chào đón năm mới, để nó trong nước tưới nước ta xong rồi ông thầy ông cúng xong thì coi ta gọi thừa lộc to thừa lộc để ta hưởng lộc thì có bài hát du dương. Thế đây là cái báo cáo của ông là đây là giỗ tổ, cô tổ thì xa chứ không phải đi ngồi phu bố chúng ta đâu, mà hát cái này thì người ta cười người ta cũng nhất trí. Thế thì cái giới thiệu qua, thế còn nó giới thiệu qua hôm nay rồi nhờ cả đội coi như là văn hóa văn nghệ, văn hóa thì quay camera, thì camera nay mai sẽ lên trên mạng YouTube thì để cho các cụ công các bà cái hôm nay tiện cũng tiện theo dõi thì nay mai sẽ đánh vào mạng, đánh vào mạng để chữ là tất nhiên họ lên lên thế nào thì bắt đầu lên toàn bộ thì các cụ ngồi ở nhà cũng xem hết buổi hôm nay. Thế thì sau buổi hôm nay thì tôi giới thiệu qua là ví dụ cái nhà thờ đang các cụ công các bà đang trình diễn cái nhà thờ nằm năm 2015 tức là 2 năm nay. Thế mà coi như kích thước nhà thờ là người ta gọi là cột gỗ lim nào của phi 36 của thùng cung hách mà tiền đầu hộ 7 năm có chồng đấy là gỗ của cái nhà đấy. Thế mà gian giữa thì thờ là ban gia tiên và kiếp hồ hồi là có ban thờ riêng thì đấy là thờ bà cụ tổ. Cứ để nay mai khi quay tham gia lên, quay tham gia lên thì các cụ không biết nhà nó rộng thế này, đằng sau nhà rộng này mà lại không thờ để thờ bằng bà cụ thế này thì thương với các cụ công các bà là bà cụ tổ thì là chúc giới thiệu đằng sau. Còn bà cụ tổ ở đây là vợ ông cụ Lê Văn Trình, bà cụ là Nguyễn Thị Ân, thì nhận 25 tháng 10 nhưng không biết là cụ là chết ngày nào. Thế khi mà hai cụ này lấy nhau ý, ví dụ cách khoảng 5 năm 10 năm gọi như thế là không có con, thì gặp cái bà cụ Trần Thị Kỳ này tối ngày 2 tháng 4 này, người Tư Thủy, người ở Kim Đới nhưng bằng Tư Thủy về đây bắt dạng còn là đi đây đi cắt búa thuê. Thế thì ông cụ mới gặp bà cụ này thì lấy nhau. Thế khi có may ở thời gian thì bà cụ này cũng có chữa, bà cụ hai con cũng có thai và bà cụ cả cũng có thai. Khi có may bình đám thì ông cụ chắc chỉ có một nát chồng ở trong mang về lại đưa cho bà cụ hai. Thế bà cụ cả tức không được thì gọi là con nó nôm na là ba ông bà coi xích mích cá nhau. Bà cụ mới bỏ đi, bà cụ bỏ đi mà đi thì từ nó đi thì cất đời con cái thôi, xem có phải đồ đây.
hầu như là các gia đình chỉ được có một người con gái rất đông, con gái rất đông là con trai chỉ được một người, và nhiều gia đình không được người nào, người ta gọi tiệt. Khi bắt đầu ấy bói ra khoa thấy thì bà cụ này mới lập đàn cho bà cụ lên đàn nhờ thì cúng người bái cúng. Bà cụ, các cụ kể lại là bà cụ không biết chữ nho, mà bà cụ ta bảo nếu nhà mày biết chúng ta, nhà mày giờ biết chúng ta mà cầu thấy kêu cầu lên được biết thì chúng ta sẽ cho nhà mày giàu có mạnh khỏe và coi như là con cháu đề đàn được đúng. Thế người ta mới bảo ông thấy bảo thứ ba nhất chữ được thì bà ký vào đây. Bà cụ không biết chữ, thì không biết chữ mà chủ cụ mà bà cụ ký được chữ nho, ký tên bà cụ ra chữ nho trước đấy. Thế thì bà cụ nói tiếp là nếu thế thì từ nay đi được thờ tao thờ riêng lên nhà mày để thiện người thì coi như là tao không ngồi chung chúng mày. Thế là do vậy bà cụ phải thờ riêng cái đồ hồi chỗ đồ hồi đằng tây đây. Đấy là bà cụ đấy, Nguyễn Thị Ân. Thế khi hỏi thì cụ mất ngày nào thì cụ bảo là tao mất đi trên rừng trên chợ. Bây giờ cứ gọi cứ làm cho tao là cứ gọi dỗ ngày 25 tháng 10 mà giờ làm xương dâu đầu gáo để cho tao. Chứ thực tế bà cụ mất ở đâu cũng biết là Hải Quân đấy. Thế từ đó thờ cúng đến giờ là các gia đình giữa này dần dần ra là coi như từ đời thứ ba, từ đời thứ năm, từ đời thứ sáu là rất nhiều con cháu. Thế còn cái nữa là cái hướng nhà thờ này là từ cái thời mà các cụ họ lên người ta là lên Thanh Hóa ra ngoài này thì chắc là có cái thời vì vua Lê Chúa Trịnh ấy, gọi vua Gia Long ra nước ngoài này. Ra ngoài này thì nghe nói một cụ về Thái Bình, một cụ thì về chỗ coi thôn Tiểu Trà, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, còn một cụ về đây. Mà có một cụ về đây thì vì quê mình đây là về các cụ làm quan, các cụ thất trận, các cụ về đây thì quê mình đây thì chắc là lúc ra đồng đất nó bao la, nó xanh tốt nó bao la thì các cụ mới về đây để mà coi như cày cuốc. Nếu các cụ khôn như mình bây giờ thì ở khu An Đồng và khu Hùng Vương kia ra thành phố nó gần hơn, đúng không? Thế như về các cụ về đây thì khi các cụ mới lập cái hướng nhà này từ cái đời vua Gia Long đến đây khoảng mấy trăm năm thì cái nhà này thế là các cụ đã là từ trước giờ đến bây giờ coi thay đổi rất nhiều, là cũng là hướng nhà tôi có làm theo hướng nhà này. Thì đằng sau nhà này là dựa cái đường Công Phan, đằng trước nhà này là nhìn xuống ao này, người ta gọi tụ thủy. Thì cái nước là làng nó chảy từ khu cúng ao chảy vòng về khu ao Ba Ngăn, chảy vòng khu Đồng Đắc, chảy vòng đến đây ra cống ra khu đầm biến. Thì khu này người ta gọi tụ thủy. Do vậy đời đời con cháu từ nay về sau và từ trước đến giờ, từ nay về sau thì con cháu sẽ là coi như rất là coi như là phát tài trên đầu. Khi có làm nhà này lên có một ông sư Tiệp ấy, là cháu ông sư Tùng ấy. Ông đến ông làm tôi vài thơ là ông tặng cho hai cô đối là coi như là Nê Tộc Phú Cường ngàn năm thịnh, một bên này là con cháu Thảo Hiền ngàn vạn đời vinh. Ông Tiệp là cháu ông Tùng cũng tặng cho. Thế rồi con cháu mà nếu còn ở nhà này, ví dụ tôi năm nay 63 tuổi thì nếu sống càng lắm thì 20 nữa 10 nữa cũng như vậy. Thế là vậy, nhưng mà nếu con cháu ở đây thì nói chung ở đây cứ hướng rồi đằng sau thì là tựa theo đường Công Phan, đằng trước là cụ Thủy. Thế là báo cáo với cụ công ạ. Thế là cái lý do là cái nói sơ qua một cái nhà thế cũng là cái nhân thể mà hôm nay là vừa là tất niên, vừa là cụ dỗ cụ đây 26 tháng 2 của đêm thân, đúng năm nay dỗ tổ. Mà dỗ tổ này thì trước là coi như còn sống các cụ là nói là cụ Lê Công Quyến là cụ to nhất ở đây. Thế nhưng mà vì cụ Lê Công Quyến là dỗ ngày 2 tháng 9 thôi thì nên coi tôi cũng vào ngày 26 tháng 2, chúng tôi đúng ngày hôm nay và đúng là ngày chủ nhật. Thế thì mong các cụ không có mà ấy đấy. Còn đây là cái phả đồ đấy thì xin có bài phát biểu. Kính thưa các cụ này, kính thưa các quý vị khách mời, các cụ, các ông, các bà, các cô, chú, của các anh, các em, các cháu thân mến, để có cội, có nguồn, gần 2 năm nay tôi đã bỏ thời gian, công sức, siêu tra từ các tư liệu đáng tin cậy của các cụ cao niên, có kinh nghiệm, cùng dòng tộc họ Lê ta, ở Kiến Thụy, Hải Phòng, sưu tầm các chi ngành, những lò ngoài của cụ. Nay tôi xây dựng được phả đồ gia tộc họ Lê ta gồm 7 thế hệ, đây là 7 thế hệ, mà 6 đời tính từ đời tôi trở lên là 6 đời, tính từ đây trở lên là 6 đời, đây là đời thứ 7. 6 đời tôi tạm gọi gia tộc họ Lê, nhưng thực chất vẫn chỉ là một chi của họ Lê ở làng Hà Nhuận,
mà trưởng chi là tôi mà thôi. Bên cạnh đó còn một số, bên cạnh đó như tôi biết còn một hai chi nữa, ví dụ như chi cụ Nhắc, chi cụ Nhở, rồi chi của ông Lê Thọ, tôi giúp bác Hải ngồi đây là vẫn chưa có ở cái danh mục này, chưa có danh mục này. Thế thì coi là mời các cụ bây giờ bảo đồ giao thông của Liên Hàn Luận, một bảo đồ giao thông Hàn Luận, họ Lê Hàn Luận hoàn chỉnh đạt được 10 đến 11 thế hệ và 9 đến 10 đời con cháu tính tỷ tôi, và cũng có thêm một hai chi nữa, ví dụ như chi nhà ta, là điều mong muốn của tôi, mong mọi người ủng hộ. Bên cạnh phả đồ giao tộc này, tôi còn theo kèm theo phả đồ các chi cụ đồng ngoại, ví dụ như các chi đồng ngoại đây là chi toàn bộ gia tộc Hoàng Liên, gia tộc Hoàng Liên. Thì ngày mai tôi thu cái này lại, mà đã thu rồi, một chiều chỉ có 90 phân, một chiều 60 phân, chiều 60, chiều 90 thì treo vào trong cái góc nhà thờ kia. Thế còn hai mặt hai bên này thì treo cụ thứ nhất là cụ coi như là cụ phái, họ ngoại của cụ phái, về chi thì ông dâu ông đầu, tôi về là ngoại nhà tôi thôi. Cụ thứ hai là cụ coi như là cụ Ngô Thị Liễu đây, về đằng chi nhà Bác Trọng, nhà trong Tùng bây giờ. Chi thứ ba, họ ngoại thứ ba tức là cụ Ngô Thị Thường thì tôi gọi bà nội. Và trường hợp coi như là cụ là ngoại thứ tư nữa, và cụ là mẹ tôi là Ngô Thị Biểu. Về ngoại thì ví dụ ngồi đây có coi gia đình chú Đế con Mai đây sẽ biết là về đằng này thì đây gọi là có cô chú, cái bên kia thì có kẻ cầm ra nó lại gần, nó chỉ có 3 đời thôi, về này nó 5 đời đấy. Thế nhưng vì đấy là để nói cho các cụ nghe. Thế thì sau đây là xin phép các cụ đây là đây có cụ Thắng này, Thấm này, và với chú Hải và số cụ khác thì xin các cụ cho biết là ngoài cái gia tộc này, cái phả đồ này, ngoài cái phả đồ này thì còn 10 các cụ đây là 5 cặp, 5 cụ nam và 5 cụ nữ, tức là gọi mình có gọi nôm na là 5 cặp vợ chồng. Nhưng hiện bây giờ chưa biết là cụ nào là vợ, cụ nào là chồng, mà cụ nào là coi như là sinh ra coi như bếp nhà bên cụ Nhắc của Thẳng đây, và còn cặp nào là quan hệ với cụ ở bên nhà cụ họ mà đang có ông hải ngồi đây đấy. Thế thì coi như là đây chỉ biết là trước các cụ nói là còn là cụ già như mình đấy, cụ già bên cụ Thẳng của Nhắc là nói là tôi không biết, tôi chỉ biết là nhà tôi góp cái số bên cụ Lê Văn Cán là ngày 5 tháng 5, tên cụ Lê Văn Cán thôi. Thì bên đấy là quấn cụ Lên, cụ Cân, chứ không biết cụ đệm là Lê Văn Cân hay Lê Văn Cân là thế này. Thế thì hôm nay cũng xin phép là có cụ Thẳng với một số ông Hải ông Lợi đây thì, và toàn thể coi gia đình ta là ai có ý kiến thì trong có ý kiến để tham gia thì giơ tay thì tôi giải đáp. Thì xin các cụ là, các cụ có biết được là đây như thế là các cụ này, 10 cụ này, vừa cụ nam vừa nữ đây, có liên quan gì đến coi như là bên nhà cháu không? Thế để biết là các cháu thì em đời này nó vậy, đời khác thì nó phân vua và nó vai vế và nó gọi vào cái diễn. Thế xin phép cụ Thẳng có biết không thì trong đương đi của tôi, cụ không biết rồi. Thế chỉ không biết thì không biết luôn như thế này. Nếu không biết thì nó có cái là ví dụ thôi thì mình gọi trong nội tộc, gọi bên chúng cháu, bên các cụ, bên cụ nội tộc và bên gọi là họ tộc chẳng hạn, cứ gọi thế thôi thì vi hòa vi quý. Nó gọi thôi thì 5-6-7 đời, đây là 7 đời rồi mà chưa thấy các cụ đâu, chưa thấy các cụ bên nhà ông Hải ông Lợi đâu. Ông Hải bảo bên đấy là cúng cụ tên là Cần đúng không, Cần có ra phả thật không hay cứ gặp không, không cướp hả? Nên không cướp kia cụ Lê không quyến đấy, cụ Lê không bảo đấy. Thế nhưng biết là cái cụ cướp là anh cụ này hay là em à. Ừ, thưa còn tin tôi sao? Thế còn cái nữa là xin thưa mới này tất cả các cụ hộ nội ngoại là còn cái nữa có nhiều ý kiến nói là đáng lẽ gia đình nhiều ông thọ tức là bố của bác Hải bác Lợi đấy là trưởng, nhưng vì bác Liệu đây là bác giàu có hơn thì bác là trưởng được cúng. Thưa các cụ là đây
là đây độc gia đình với bác Liệu đây, mà đây là con trai trưởng bác Liệu đây, thì cũng toàn bộ các cụ đây, có cụ nào nhà ông Hải đâu. Thế mình nói nôm na ra là bên nhà ông Hải, bên cụ Thọ đấy là anh, bên đây là em, do vậy bên đây mới gọi bên cụ các cụ đấy là bằng bác, đúng. Thế đây cũng toàn bộ các cụ về đằng này. Thế thì do vậy mong các cụ và mọi người hiểu ra là ví dụ như đây, đây là cụ, một cụ này đẻ ra bốn cụ này, nên đây là cụ chính, đây là cụ chính, đây là cụ thám, hai nhau ruột. Thế nhưng mà cụ chính sẽ cúng tất cả các cụ này trở lên. Nên cụ thám về đằng nhà chú Hội đây thì chỉ cúng từ coi như là cụ thám trở xuống, cụ thám trở xuống thôi, cụ thám trở lên thì có ông anh thế là chính thế là cúng được rồi, đúng không? Thế do vậy nên đằng nhà bác Hải thì cũng cúng từ ông anh trở lên, bên này cũng từ ông em trở xuống, mà từ ông em trở xuống đến đây đã là coi một năm là ba mươi mấy cái số rồi, chưa kể giảm tháng bảy, chưa kể thanh binh, chưa kể loại kia, đúng không? Thế nhưng nhiều người ta nhầm, ta bảo là đáng nghĩa là người ta gọi là ví dụ như một số người bảo đáng nghĩa bác Thọ, bác trưởng, bác cúng, nhưng mà bác đi bao giờ có bác cúng thì đấy là ta hiểu nhầm, không phải thế nữa. Thế thì xin phép các cụ là thế còn cái này thì ví dụ ở đây thì các cụ về nói với con với cháu của con cháu là thôi thì nó cũng gọi là thôi họ đây, nó là họ tộc, gọi là nội tộc, nhưng gọi năm bỏ sáu chứ bỏ mười. Ví dụ như là ông Thấm cho một hay ông Xé là hai, nhưng nhiều lần gặp cái cháu tên là cái ở đám nó bảo là đang nghe mày nhá, mày phải theo thằng nọ kia, mày gọi thằng ông nhá, thế nhưng khổ cái bảy đời đó, nhìn cái các cụ đâu đời ông đâu, khả năng các cụ đời thì 9-10. Hai nữa là như trường hợp như vừa rồi cái đám ngay vừa rồi có cùng ở đây, cái đám mà con nhà Huần ở dưới trại kia, vì lúc bạn trận đánh chân còi với chú Phùng ở trên nhà ông Phùng thôi, nó mời chú Phùng đấy, cũng mặc gặp chú nhỏ nhà mình, đang nghe rồi chú nhỏ nhà mình thì năm nay mới 60, ông Phùng năm nay 72, thế gọi anh xin tôi cũng được, anh xin em cũng được, có mất gì đâu, không ảnh hưởng gì, cơm gạo tiền. Thế nhưng lại bảo na, xin thưa mấy các cụ đây là gọi như là Thanh Hóa, vì con nhà Huần đã lấy gọi Thanh Hóa mà, Thanh Hóa ra một đêm mâm để xin thương các cụ Thanh Hóa này, thằng này cháu này mà nó là cháu tôi nhé, đừng có chết rồi ta. Ví dụ như ông Ngọn chỉ có 60 tuổi, ông Phùng đây 72 tuổi, gọi hơn 10 sát không, đang theo anh ấy mời anh uống nước, anh xin tôi được, anh xin em được, không chết gì. Thì vâng bảo có ví dụ như tôi đây đầu năm thì có mấy đứa trẻ con bằng đây chỉ 16-17 thôi, chỉ bằng cháu đội năm 20 tuổi, đầu năm nó gọi cháu là bác, cuối năm chắc ông cụ nó tước thì nó bảo nó không chào, nó mặt cái vinh đi. Tôi bảo làm sao không chào, nó bảo là cụ nó bảo ông nó bảo coi như nó là cô tôi cơ, tôi là cứ nói sẵn thôi. Ví dụ như là nó xin phép các cụ đây, ví dụ như cụ nhắc trước thì cháu còn sống thì không biết nè, cụ nhắc bảo tôi cháu hỏi thì cụ xin phép cụ có biết là hỏi bây giờ cháu biết cụ nào không, cụ bảo tao không biết đâu. Thế nhưng mà thấy cụ đáng bảo tao với chú này anh em thì chú mày gọi ông đám nào cứ gọi tao thế. Đấy là ví dụ thế thôi, thì về bạc ra thì không to bé gì cả, thì ví dụ coi như là như tôi chẳng hạn, năm nay ngoài 60 tuổi các em các cháu nó như thế này, nó gọi bằng cô bằng chú nữa thì chồng tôi chào không rồi, thế em chào anh cũng không, là đầu năm là thế, thì cuối năm ông mới tước cụ, tước cái cụ không phải chào đâu, nó còn là cháu mày đấy. Thế thì cuối cùng thì nhiều trường hợp để cãi nhau, ví dụ nàng mình và ông Đức ông Đắc kia chỉ vì thế là đánh nhau mà xuống ngủ quên đổ ruột nổi rồi, biết là họ được. Thế thì còn cái nữa thì sẽ giải cho cụ nghe tiếp là đến 10 cụ này hiện giờ ra phả không ghi chép rằng là các cụ này là cụ nào là chồng, cụ nào là vợ, cụ nào là anh, cụ nào là em, thế mà không biết cụ nào là con về chi, anh em về chi thì ông Hải, anh em mới về chi là cụ Nhắc, cụ Thẳng, mà chỉ biết là cụ bên này cũng cụ Nê Văn Cán, mà bên nhà cụ bên nhỏ kia cũng cụ Nê Văn Cân, thế chỉ biết thế thôi, gọi tạm thời thế. Thế còn đây thì tôi giải thích tiếp là từ cụ này bắt đầu, từ cụ này là cụ đời thứ bảy, cụ đời thứ bảy thế thì cụ Lê Văn Trình kinh nhận 24 tháng 8, cụ thứ nhất là cụ bà thứ nhất bà cả là Nguyễn Thị Ân, và cụ bà thứ hai là Trần Thị Tỳ như lúc đấy tôi giới thiệu đấy. Ba cụ này thì cụ Ân này cũng có con, cụ Tỳ có con thì mới đẻ được coi 4 người con, 2 trai và 2 gái. Một người gái thứ nhất là cụ Lê Thị Khơi,
lấy cụ Nguyễn Văn Nghiêm. Cụ Nguyễn Văn Nghiêm này thì về họ biết cụ Nguyễn Văn Nghiêm này là anh cả của bố cụ. Anh cả của bố cụ về cụ Nghiêm chỉnh định làm. Tôi xin phép các cụ là lên đọc ấy. Đây là bà Nguyễn Thị Khơi này, Lê Thị Khơi là chị dâu. Chị dâu của con cụ, của ba cụ rồi xong, hai cụ với cụ con gái. Tức là vợ cụ Nghiêm. Thế vợ cụ Nghiêm thì mới sinh được cụ Trác. Cụ thứ nhất là cụ Trác. Cụ Trác này thì bên lấy việc cụ Chí. Cụ Chí là coi cụ kỳ nhà nhà cháu Tùng, nhà bác Nga, nhà cô Đua lên. Cụ thứ hai là cụ Nguyễn Thị Khay. Thì bên lấy cụ cô bên trước là thì đầu nhà bác Hợi đây, bác Hợi đưa thư đấy, cụ này. Cụ thứ ba là cụ Nguyễn Thị Cửi. Thì lấy cụ Nguyễn Văn Đãi đây thì về đẻ ra cụ coi như là cụ huyện này, cụ Phiệt này, cụ Phiệt là cụ cần này, cụ Cấn này đấy. Thế còn cụ thứ tư, cụ út thứ tư là cụ Cửu nên vẫn gọi cụ ông là con Nguyễn Văn Cửu thì mới đẻ ra được con cụ coi như là cụ rồng cụ Màu là thân sinh ra cho vợ ông Kiểm, ông Trương đấy. Thế thì coi như mấy như đấy. Thế là cụ thứ nhất. Cụ thứ hai là cụ Lê Văn Chính. Cụ Lê Văn Chính đây thì chỉ được hai người con thôi, được cụ Lê Văn Xứng, cụ Lê Văn Đáng, cụ Lê Thị Biệt. Cụ Xứng là về đầu đây, đầu bếp trưởng đây. Cụ Đáng đây về bên đầu ông Đáng đây, đầu ông Đáng đây. Cụ Biệt là coi gọi mẹ cụ Huỳnh, chú Hồng với chú Hạc hôm nay với chú Trang ngồi đây gọi bà nội. Cụ này gọi bà nội. Thế thì coi như bà cụ. Thế thì cụ Đáng này sinh ba người con, được bà cụ thứ nhất là bà cụ Quyên, ông thứ hai là ông Ngô Văn Đáng, ở Lê Văn Đáng, ông thứ ba là Lê Văn Ánh. Đấy là đấy. Thế còn con cái về sau này chắc là các cụ cứ hết cả. Bà cụ Lê Thị Miệt từ đấy ông cụ bố cụ Huỳnh, bố cụ Ánh, bố mà cụ Hát là bà cụ Hát đấy, chồng ở phố ấy. Đây là coi chú chỉ có một viên thôi. Thế còn ông cụ thứ ba nó cũng là trai là ông cụ Lê Văn Thám đây. Thế thì anh là ông cụ anh trai là ông cụ Lê Văn Chính, thì bà cụ vợ ông anh trai tức chị dâu là bà cụ Lê Thị Phái là biết này, biết ông dâu ông Đẩu đây, ông dâu ông Đẩu. Thế nhưng là bà cụ ông cụ Lê Văn Thám này thì bà cụ là Trương Thị Đàn, người nhà ông biết ông Quyết ở dưới đất đây. Do vậy như bọn chú Lễ này, bọn ông cụ còn là bà Thêu và cũng bọn cụ Quế và ông Thảo thôi, nếu đi theo số là bọn ngoại và rốt này, chứ bên đằng này thì không liên quan. Bên của chính là con quan, đây là hai chị dâu này đấy. Thế được bà cụ đây thì được rất nhiều người con, nhưng có mỗi người cụ con trai và cụ ông cụ Lê Văn Thám này thì năm sáu người con gái, nhưng một mỗi cụ con trai là ông cụ Tạm thôi. Thế nhưng mà vì đây là vì giấy là nó chật quá thì tôi làm thế này thì ghi được các cụ. Thì các cụ, các con, các chồng, các con thì ghi thế này để coi tiện hôm nay phả đồ đây để các cụ, các bác được theo dõi. Cái cụ thứ nhất là cụ Lê Thị Dĩ. Đấy là cụ Lê Văn Trống, tức là bố cụ Quế đấy. Bố và cụ Kha, bố và cụ con như Yên Mượn và cụ Nhỏ Bì đây. Thế mà cụ Lê Thị Dĩ, mà cụ Lê Thị Dĩ thì lấy cụ Tránh Canh làm vợ ba của Tránh Canh. Khi đẻ ra được coi là được ông Hợi là bố cho Thảo giờ, Thảo Rộng đấy. Thế nên bà Dùng lấy chồng Hải Phòng. Thế còn bà cụ thứ tư là cụ Lê Thị Quỳnh. À vâng, bà cụ tư trên nối là bà cụ Lê Thị Quỳnh lấy cụ Ngô Văn Phòng. Tức là cụ này là bố cụ Gầy đây. Chú Lễ luôn gọi bà nội đây. Chú Lễ hôm mai luôn gọi bà nội đây. Thế thì vì hôm nay mọi người đến đây cũng rốt đây là chỉ có bốn đầu thôi, có đông đâu. Nhưng bốn đầu đây nó 35 bông, nó cả nó 38 bông rồi. Thì là coi như đây là coi như rốt đây là hôm nay rốt đây. Đáng nhẽ nhà chú hội đây lấy tiền thì cấp đầu lại theo đây. Nhưng đây là rốt tổ, rốt cũ cụ này thôi, thì trên bằng là rốt tổ. Thế thì mà cụ Quỳnh đây thì hả ra được coi ông cụ Nhung, ông cụ Gầy và mấy người nữa thì bắt đầu lên đến con cháu ông bà, ông cụ Nhung, ông bà cụ Gầy, ông đây ngồi đây đấy.
Thế thì đến mà cụ mà cụ cụ mà cụ Quýnh lên thì Quýnh thì mà cụ lấy chồng Quảng Dương, mà cụ lấy chồng Quảng Dương thì đẻ ra được coi như là ông Trung hôm nay có con gái cụ lên, ông Trung và bà cụ Thưởng, tức là coi như là vợ cụ Hị, con gái các cụ hôm nay lên là rất đông đúng không? Có thế thì các cụ các chú nên mới biết được, chứ không có thì gặp nhau cái chào nắng nắng là mà không biết đâu được. Thế còn coi như đây là cụ Tạm đây, cụ Lê Văn Tạm đây, thì 5-6 người con gái thì được mỗi cụ Tạm này. Ba cụ Tạm là chính là bố và cụ Hiền, có nói nôm na cho mọi người hiểu chứ. Vâng, ba cụ Tạm này thì cứ sinh được con nhiều người con chết thì để cho một con cụ Thiềm là bố chú Hội, mà cụ Lê Thị Hiền là bố chú Hậu Dí đây. Thì chính vì coi như liên quan như thế thì coi như là ví dụ như bà cụ Hiền mấy ông cụ Gầy với bà cụ Trung và bà cụ Hiệu đây, mấy ông cụ Quế đây là con cô ông cậu Giật, con cô ông cậu Giật nhé, thì gần như thế. Thế là như là hàng này là bốn chị em ruột thì trong đó có hai người con trai và hai người con gái. Thế sau đó là triển khai cái hàng này hàng con cháu. Con cháu thì ví dụ như là nói hôm nay như là bếp nhà cháu này thì đẻ ra bố cháu là Lê Văn Điệu này, bếp nhà ông cụ Đám thì đẻ ra được chú Hiển này, chú Tâm, chú Vân này, hay bếp ông cụ Quế thì đẻ ra chú Thanh, cô Thiêng này, thế và coi như một số các cụ nữa. À còn nữa bà cụ thứ tư, bà cụ con gái thứ tư là bà cụ Lê Thị Côn. Lê Thị Côn thì lấy cụ con Ngô Văn Long. Ngô Văn Long thì là bố của Ngô Văn Ngư và bố của Ngô Văn Điểm. Thế cụ Ngư thì coi đẻ ra được ông Ngô Văn Thạch thì ông hy sinh thời xuất phát. Còn cụ Ngô Văn Điểm thì đẻ ra được cụ Ngô Văn Khích, đẻ ra được bà con Nguyễn Thị Gái, gọi gái lớn tức là mẹ chú Ma Lai rồi, bà gái chú ấy. Bà ấy là gọi bà gái, gọi Lê Ông Kính, người ta thường gọi nàng mình gọi bà gái Kính đấy. Đấy, thế thì các cụ này coi như các cụ ra dọc hai hàng này thì mới là con cô con cậu, cháu má cháu gì, con má là gì ruột, cháu chú cháu bác ruột. Còn đây là mới là coi như là anh em chú bác cô cậu ruột đấy. Thế còn cái hàng này nữa thì thôi thì coi như là chắc là xuống dưới rồi, thì ví dụ như ông cụ Khích thì đẻ chú Tuyền này, mà cụ Thưởng ông Hiệu đẻ chú Hiền chú Lành này. Từ xuống thế này thì chắc là dần dần xuống này thì các chú biết hết cả rồi. Thế thì xin mọi người có ý kiến gì thì giơ tay thì tôi chuyển đến như là số để phát biểu kiến tiếp. Thế thì để đóng góp ý kiến xin, còn cô xin nói thêm là có khả năng, xin nói thêm nếu có khả năng mà cho phép, sức khỏe cho phép, thời gian cho phép thì tôi sẽ làm. Đây là cái phả đồ, người ta gọi phả đồ. Ví dụ như to người ta gọi là bản đồ, đây là cái phả đồ, như giao phả người ta gọi là phả đồ. Thế còn nay mai mà thiếu thời gian cho phép thì tôi sẽ làm ra một cái phả sử, cái này gọi phả sử. Thì có thời gian phả sử là làm ví dụ như ông A này, ông sinh năm bao nhiêu, thời gian năm 20 tuổi thì ông học lớp bao nhiêu, ông có đỗ thứ giải không, ông công tác cái ngành gì, đến khi ông công tác gì, đến trung tá, thượng tá, đại tá thì mới khi nghỉ hưu đấy gọi phả đồ. Nên báo cáo các cụ thế, nếu mà thời gian cho phép ấy, thế nếu không được phép không được. Thế thì nhân dịp đón xuân mở tốt năm 2018, thay mặt gia tộc xin kính chúc mọi người một sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, gia tộc ta, gia tộc Hoàng Lê ta ngang tầm với các gia tộc khác trong làng, trong xã và có thể vươn cao, vươn xa trong huyện, thành phố. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều các quý vị, các cụ, công bà đã lắng nghe. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị chúng ta vừa được lắng nghe bác Lê Thanh là trưởng họ vừa lên chỉ dẫn và hướng dẫn về phả đồ gia phả của họ Lê. Vâng, quý vị thân mến, vì rất là lâu đời rồi nên có rất nhiều những thứ đã bị mai một và chúng ta ở thế hệ sau có thể không thể nắm rõ hết được. Chỉ biết rằng ngày hôm nay trong một buổi lễ tất niên vô cùng ấm áp như thế này thì chúng ta cùng quy tụ về đây, cùng ngồi với nhau, cùng tâm sự những vui buồn trong cuộc sống và
cùng chia sẻ những khó khăn, những vất vả, cũng như cùng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới. Và giờ phút này đây, thay lời cho gia đình cũng như được kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tiến vào trong những chiếc bàn ấm áp và những chiếc ghế vinh dự của gia đình. Để một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng dự tiệc và cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc mà rất vui vinh dự cho ban nhạc Khải Linh ngày hôm nay đã được gia đình và được dòng họ mời đến để mang đến món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa cho toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình và ekip thực hiện chương trình xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị có một bữa tiệc thật là ngon miệng cùng với gia đình chúng ta và cũng chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công, rực rỡ. Thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, làm con tháo hiu tròn niên. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, đêm phải nhớ đáp đền. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên, chân thành ghi ơn tình thắm lâu. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiu tròn niên. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Trưởng họ cùng với phụ nhân sẽ cùng lên trước phía sân khấu và cùng lâng ly để kính chúc toàn thể quý vị ạ. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng. Vâng, và rất mong quý vị lúc này chúng ta sẽ cùng rót đầy những ly bia, ly rượu của mình ạ. Những ly của mình chưa ạ? Nhớ về tổ tiên. Vâng ạ, và toàn thể quý vị chúng ta có thể đứng lên được không ạ? Chúng ta sẽ cùng đứng lên và lâng những ly của mình lên. Hãy cùng lâng những ly của mình lên và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trước thềm năm mới ạ. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, vâng, tân cùng hô thật lớn, gọi ba lần ạ. 2, 3 Vâng, chúc mừng năm mới và chúc quý vị có một bữa tiệc thật là ngon miệng. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Con phải nhớ tổ tiên, ngày
đền phải nhớ đáp đền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có thông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên ngày đêm, phải nhớ đáp đền.